Xin chào các bạn, hôm nay là ngày đầu tiên mình sẽ đến với bài học về ngành News Và hy vọng là các bạn sẽ học được nhiều từ vận trong cái bài ngày hôm nay Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu luôn ha Thì đầu tiên thì ngành neo mình có những cái từ vựng căn bản như sau Mình sẽ học trước về các từ vựng trước Và sau này mình sẽ đến với các câu nói thường dùng trong tiệm neo nha Rồi, hy vọng mọi người sẽ theo dõi loạt bài về ngành neo của mình nha Rồi, alright, so ở đây mình có từ vựng về ngành neo ha Đầu tiên thì mình sẽ có chữ neo ha. Thì mình sẽ nghe người ta nói để mình đọc chữ này cho chuẩn luôn ha Neo, neo. Nail. Ok, các bạn nhớ phát âm theo nha. Nail. À, chữ L này mình sẽ đọc giống như là hơi có L. L. Nên mình sẽ... Nail. 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 À, ha, sẽ không là nail. Rồi, ở đây mình có finger. Finger nail thì mình sẽ có nail. Một cap đi. Mình sẽ tìm chữ một cap đi để mình có làm Các từ vựng nào thì à, không phải nail mà là à, Hand. Thì ở đây mình có các loại ngón như là Mình có Finger Nail Finger Nail Gọi là móng tay á And Index Finger là Ngón chỉ nè Middle Finger là ngón giữa nè Ring Finger là Ngón nhẫn Little Finger hoặc người ta gọi là Pinky Pinky Finger Gọi là ngón Ngón út á Pinky, Pinky Finger Dễ thương And Pinky finger. Pinky finger. This is it. Đó, pinky little finger hoặc là pinky finger. Đó, hoặc là knuckles là mấy cái cục ở trên tay này nè. Ha, thumb, thumb thì mình có chữ này, mình sẽ bỏ bờ đi ha. Thumb. 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 Ha, mà chữ thờ chữ này á thì người ta thumb. Các bạn nghe là thumb. 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 Ừ tâm giống như là tâm tâm um, ừ, vậy đó ha tại vì à, chữ th thì người ta thường làm biến người ta đọc thành chữ t thôi tâm 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 ok giống như những chữ như là chữ này nè đấy uh, uh, như thế này ha người ta sẽ đọc là think 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 right thought 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 thick Thick. Thick. Yes, hầu như là bỏ chữ H ha. Think, thought, think, I think, I am thinking. Kiểu gì? Đọc vậy thì sẽ nghe mỹ hơn nha. Vậy thì khi mà mình nói là Ồ, oh, hai ngón tay cái dơ lên thì gọi là thăm dấp. Thì sẽ lại là tâm dấp ha. Như là Ồ, oh, ngón cái lên là mình rất thích ấy. Thumbs up. À, tâm như thế này Đây, tâm mà hai ngón cái như vậy là tâm dấp nè đó ok so Ờ, um, rồi and uh, rồi, vậy thì ở đây mình có là trừ fingernail rồi mình biết rồi ha, manicure hoặc là móng tay, thường thì mình đi là làm móng tay hoặc là móng chân. Chữ cure có nghĩa là chữ chữ chữ, chữ trị hoặc là phương pháp chữa trị ha. So ở đây mình có là cure. 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 Cure chữ trị. So manicure. 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 Rồi, manicure. Ở đây nè manicure manicure okay. nữ a nữ e mình có thể đọc là mé hoặc là má đều ok manicure 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 okay. manicure rồi còn làm chân ấy thì mình sẽ nguyên một cụm của nó là have a manicure à, làm móng tay hoặc nếu mình đu thì mình sẽ đu my manicure tôi làm móng tay của tôi là mình tự làm á nha còn nếu mà mình uh, mình đi làm á thì mình sẽ nói là get a manicure là đi làm móng tay. đây, okay. Đi làm móng tay nè. kể, okay. Rồi. Uh, alright. Đây. This is it. Huh. Tiếp thì mình có là nail clip. Clip mình có các động từ để về nói về làm móng. Thí dụ như là mình có clip. Clip là mình sẽ uh, tỉ đó. Không phải tỉ. Trim mới là tỉ. Clip là cắt nè. Clip là cái kẹp. Clip. Hoặc là cái cắt. Ha, cắt lại Nên cái clipper sẽ là cái đồ cắt móng. Thì ở đây mình cũng có các cái từ vận về mấy cái dụng cụ cho cái làm móng chân nè. Thì nó cũng tương tự với làm móng tay thôi. Thì ở đây nè. Đó. Thì uh, tools. Tools. Ha. Thì ở đây mình có cái file là cái đồ vũ nè. Cái file ha. Động từ cũng là dũ. Và nó còn là cái hồ sơ đó. Rồi cái nail clipper sẽ là cái đồ cắt móng tay. Còn mình buffer Buff và shine. Shine là tỏa sáng. So buff và shine có nghĩa là tỏa sáng và đánh cho nó bóng lên đấy. À, so buff and shine. Rồi, đánh bóng nè. Buff. Buff. Ok. Buff and shine. 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 Ha, mình sẽ nghe là shine và n. Tại vì chữ n này đọc là n. Shine. Shine. Shine chính tính ra hai từ để có nghĩa là làm cho sáng lên ha đánh sáng lên đó and uh, tiếp tục mình có remove remove có nghĩa là dời đi di chuyển đi tẩy đi ha sau so, remover ha? remove video background có nghĩa là mình sẽ uh, xóa ha? xóa cái background của video đi như thế này remove 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 Ok, sau so, cái remover thì là tất cả các đồ tẩy thì gọi là remover. Thí dụ như eyelash extension glue nha, nghĩa là à, keo mà keo mà nối mi á, ha, mình cái này dùng để tẩy keo nối mi. extension là sự kéo dài ra. Nếu mà móng tay mình có extension ấy sẽ làm móng tay nối, móng nối đó. Ha, extension. Rồi, à, đây, okay. đây. Natural nail extensions ha cái này lát nữa mình cũng sẽ gặp thôi. Có gì rồi từ từ mình sẽ nói sao về nó nha. Rồi, so makeup remover có nghĩa là đồ tẩy trang ha. Rồi and then mình sẽ có là nail clipper, nail polish. Ok, bây giờ ta polish ha. như thế này. Polish. Polish. Okay. Polish, polish. Uh, đúng không? Polish, Polish một động từ là đánh bóng hai là sơn, ha. động từ là đánh bóng nên polish lên, lên hai là mình sơn vậy thì nail polish sẽ là sơn móng tay và ten ways ways là con đường cũng là cách 10 cách để mà xóa cái uh, sơn móng tay đi, ha rồi and nail art art có nghĩa là nghệ thuật Art có nghĩa là nghệ thuật hoặc là công nghệ thuật mỹ thuật hoặc là đó. Art vậy thì suy ra cái cái nail art này là cái kiểu nail ha. nail art là cái kiểu nail hoặc là mình còn có cái mẫu nail ha hoặc mình còn có là nail design nail design là như thế này đây cái này gọi là nail design ha. dễ thương nail design Nail design. À, mấy bạn có nghe chữ in đúng không ha? Design. 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 Ha. Now design. Alright, thì ở đây mình có cái hình của uh, uh, phiên âm nè. Uh, design. Ha. Ở đây chính n nè. Design. In. In. Đó. Design. Đó. Rồi, and. Tiếp tục mình sẽ có làm buff. Mới nói hạt đánh bóng nè file là dũng là foot hay là hand massage rồi chữ này thì mình rất hay đọc lộn ha à, thí dụ như chữ này đi thì mình có một cái uh, foot feet ha? foot feet có nghĩa là một foot và hai feet à, danh từ số nhiều và danh từ số ít Thế là nhiều bàn chân sẽ là feet còn một bàn chân là foot à, một foot thôi À, ok đây mình có các cái từ vựng về cái bàn chân cũng hay nè rồi có gì thì mình sẽ bổ sung vô cái Um, cái cái bài chân sao ha this is one foot đó ankle mắt cá heel gót arch là cái lòng bàn chân và ball of foot là cái trái chân có nghĩa là cái cái phần dưới đệm này nè đó toe hoặc là toe nail là móng chân toe là ngón chân à, đây là big toes và đây là little toes đó đây là ngón chân cái là ngón chân bự và hai cái mấy cái ngón chân nhỏ rồi mình sẽ bổ sung sao ha rồi and uh, self so foot massage sau so, chữ này mình hay đọc là foot đấy nhưng thực tế nó đọc là foot 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 à mình nghe là foot đúng không nhỉ à thì ôn ngắn thì đọc hơi ư ha foot 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 and ở đây mình có feet feet okay. feet 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 đấy okay. đó feet là đôi chân luôn ha còn foot chỉ là một bàn chân thôi rồi and tiếp tục mình có là massage ok mình hay đọc là massage đó nói thì người ta cũng hiểu thôi nhưng mà mình đọc đúng thì nó vẫn hay hơn massage massage ok mars nè m o s nè đây là chữ ơ ha thí dụ như mình có chữ ờ đi nó là chữ ơ nè ơ ơ ơ vậy thì ở đây là mars Mars, Mars. Sau đó mình có massage. 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 Ok, đây là ZH ha, chứ không phải là chờ H đâu. Đó là massage. Rồi. Right. And uh, do you want a foot massage? Mình có thể vậy ha. Hoặc mình hỏi là would you like a foot massage? Đó, bạn có muốn là massage chân không? Would you like a foot massage? Okay. Đó. Bạn có muốn massage chân không Would you like a foot massage Would you like a foot massage Ok Rồi Hoặc là hand hoặc là body Tùy mình ha Rồi emery board Mình có mấy cái miếng cái bảng á Thì gọi là board 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 Board, board. À, board. Bảng sau cái Như thế này nè là nhám đá nhám cái bảng mà có đá nhám mới trở Là cái đồ mà mình mình chà tay chà chân ấy ha mình ngồi mình 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 đánh cho nó nó, nó. Um, cái cái là gì ta emery emery rồi à, cái tấm mà nó nó, nó nó cái 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 que mà để <laughs> rồi cái, cái cây dũa ha hay là cái cây mà dưỡng móng ha? nó túm túm lại là cái cây dũa móng ha? cái cây dũa rồi And heel Heel là gót chân ha Đây Hai e là chắc chắn là y dài rồi Đâm ra mình sẽ kéo y ra Heel 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 Ok Hai e là y dài này Heel ha, Heel và l Nên nó sẽ khác với lại cái chữ mà ngọn đồi đó Hay là y ngắn là ha, Và nó y ngắn nó hơi e Heel 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 Ok rồi, và tiếp tục là mình có um, toenail như hồi nãy mình nói ha. This is toe nè. Rồi. Toe. 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 Ơ, ờ, ư, ô chắc chắn luôn. Toe. This is it. Toe ha. Toe là ngón chân. Rồi. And then toenail là móng chân. Ha. Vậy thì Uh, mình có slogan của uh, Johnson á là from head to toe nghĩa là từ đầu tới chân luôn from head to toe chăm sóc rất kỹ ha chăm sóc từ đầu tới chân luôn from head to toe của uh, Johnson and Johnson à đây. Uh, head to toe đầu tới chân ha. rồi and đây from head to toe ha đây yeah. rồi and then mình có là cut down, cut cut là cắt đúng không? cut down down là xuống, up là lên, down xuống, cut down là hạ xuống, đốn hạ hoặc là cắt. vậy thì cut down tree, cut down tree nghĩa là cắt một cái cây. cut down nails là cắt móng tay xuống. nail cut down, cut down nails hoặc cut không cũng được, cut là cắt, còn cut down là cắt ngắn lại. rồi and alright Then around móng um, tròn trên đầu móng around nail no. okay là like như this là like this à, uh, dùng dao quanh bóng ha huh? đây hey. móng trắng móng trắng này là French và xuyên thấu luôn nó hơi nó cũng chưa xuyên thấu lắm rồi Ok cái này thì mình chưa gặp ha huh? cuticle pusher. Rồi, ok. Này, cuticle. Đây là cái vùng da đó. Cái vùng da quanh cái móng đó là cái này nè. Đây, cái này là cuticle nè. Đó, cuticle nè. Ha. Rồi, and ok. Đó. Cuticle. Rồi, cuticle. Mình lưu ý một cái mẹo của Mỹ là dòng mỹ thì khi mà mình có chữ uh, chữ uh, đây. đây là cách đọc id ha thì mình sẽ thấy cách đọc id là khi các bạn thấy là à, trước tiên là mình phải giải thích âm vô thanh và hữu thanh là gì đã thì à, âm vô thanh á, là những cái âm mà khi mình phát âm lên á, thì cái cổ họng mình nó không có rung cái thanh quản vocal course của mình nó không có move không có di chuyển ha thì uh, các âm đó uh, mình sẽ để tay lên trên trên cổ họng mình nó mình cảm giác là nó sẽ không di chuyển thí dụ như là uh, ok đó thì là uh, những cái âm đó là mình sẽ không có rung Ha, mọi người sẽ test qua như này đó nhưng mình sẽ đọc theo cái 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 miệng nhớ là trang phải kiếm phở à, tái thơm sang sạch sẽ ha cộng cho sờ thì thành sờ mà cộng cho tờ hoặc id thì thành tờ có nghĩa là vô thanh ấy mà nó cộng cho vô thanh thì nó bằng vô thanh mà hữu thanh thì cộng hữu thanh bằng hữu thanh vậy thì ở đây à, uh, cuticle. cuticle đúng không? Thì mình thấy cái chữ cuticle này nó có chữ u nằm trước chữ tờ mình xét là xét cái chữ nằm trước tờ như thế này vậy thì mình sẽ có là à, q nè đúng không đây là âm yêu nè đó yêu rồi mới tới tờ vậy đây là một nguyên âm ha mình có nguyên âm năm nguyên âm của tiếng anh đó chính là ở ỏi right rồi thì nguyên âm này nó sẽ bằng âm hữu thanh tại vì âm hữu thanh là cái âm nằm ngoài cái trang phải kiếm phở tế thơm nè đây là cái âm hữu thanh nè đó nhiều rất nhiều các âm còn lại đều là hữu thanh hết thì trong các âm hữu thanh đó mình có âm z và âm đờ đấy right? thì mình chỉ cần là uh, nhớ 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 các âm vô thanh thôi còn lại tất cả đều là hữu thanh ha vậy thì ở đây mình có là cuticle đó cộng tờ cộng tờ bằng đờ ha? gọi là hữu thanh cộng cho tờ hữu thanh nè à. hữu thanh nè à. cộng cho tờ thì bằng đờ vậy thì vì các bạn đọc là cuticle mình sẽ đọc là cuticle cuticle cuticle, cuticle. đúng không cuticle và cuticle, cuticle rồi để nghe chậm hơn thì mình qua đây cuticle, cuticle, cuticle right à rõ ràng trong này nó ghi là cuticle nhưng mà người ta đọc á người ta thích đổi y với thành ơ đâm ra là mình là cuticle, cuticle cuticle. Đông ra là mình thích cuticle cũng được mà cuticle cũng được miễn là đổi tờ thành đời nha. À, mình thì mình thích theo Google năm ra là mình hay đọc là cuticle nhưng có người đọc y có người đọc ơ chuyện đó là sở thích thôi ha không sao hết và push mình có pull và push ha một cái kéo và một cái đẩy nè nó cái cửa người ta hay kêu là uh, pull và cửa um, cửa kéo đẩy vào là người ta hay push. Push còn có nghĩa là đẩy hoặc là ép. Mình đừng có nói đừng có ép tôi quá là don't push me too hard. Đó. Sorry that I push you, xin lỗi tôi ép bạn quá. À thì uh, that's it nha yeah, okay. Đây. Pull. 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 Okay. Pull. pull, 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 pull Các okay, bạn nghe là purr, purr pull, 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 pull pull, pull, pull Right? And cái này là... pull and push, pull and push, pull and push, pull and push Nghe hơi ồ luôn ha, pull and push pull and push Ok, pull push. Ok, đây là âm sờ ha. Các bạn nhớ là trang phải kiếm phở tái thơm sang sạch sẽ ha. Trang phải kiếm phở tái thơm sang sạch sẽ. Check, check. Ok, fat là phở là kia nè. Fat, c là ca mình sẽ k, 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 p, p, pet, pet. Enter là đọc hơi thở. Tần, tần, đánh lưỡi đây. Satan and thờ đọc là à, uh, lên lưỡi như này th, th, thank thank nhưng mà người ta đọc là tên tên hết rồi đọc là thank you thanks 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 thanks, thanks. okay rồi right. and tiếp mình có sờ đúng không sẽ để lưỡi dưới này nè như con rắn kia vậy đó sau so, nó giống như là uh, six six uh, six này hey. Six. six 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 mình nghe cái chữ k rõ ràng đúng không six six nó đọc nhanh quá thì còn mỗi six thôi rồi right. and uh, okay suy ra chữ sh này á là sh giống như mình kêu người ta im đi á mình là sh sh mình lục rút cái lưỡi vô đây sh nên mình sẽ là push push chứ không phải là boots ha huh. so push this is it push push vậy cái đồ để đẩy á là gọi là cái đồ mà à, cái cái đồ mà đẩy cái da này nè đó cuticle remover là cái này là để mình tẩy đi hết cái cuticle đó ha cái vùng da xung quanh móng đó rồi còn cái remover là cái đồ tẩy còn orange wood stick là cái uh, cái cây cái cây mà cái que nè gỗ cam và cuticle pusher là cái đồ đẩy đẩy vô ha có nghĩa là mình đã tỉ 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 xong hết xong mình đẩy nó vô lại cho nó đều 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 ha là cuticle cuticle pressure and cuticle oil ha dầu dầu này để làm mềm cái vùng da đó thì là cuticle oil ok and that's it ha rồi ở đây mình có mấy cái chai thực tế này đây là nail remover nail polish remover uh, acetone free là không có acetone ha là cái gì mà nó free là nó không có, ví dụ như sugar free là không có đường, sugar free mà free wifi thì wifi là miễn phí, còn wifi free có nghĩa là không có wifi nhưng mà cũng không ai để cái bảng này, không ai để bản không có wifi, hết. and uh, suitable for natural and artificial nails nghĩa là uh, thích hợp cho móng tự nhiên và móng nhân tạo, daily care nghĩa là chăm sóc hàng ngày, quick and easy nhanh và dễ à uh, nail art, uh, nail art ideas, um, nghĩa là ý tưởng về cái mẫu nail ha. Tips and tricks for beginners, à, những cái mẹo và những cái chiêu cho người mới ha. Rồi right. and here you see the nail clipper, à, cái đồ cắt, cắt 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 móng ha. And rồi um, yeah, ok, So file, Dũ buff, polish, polish. Okay natural shiny nails cái móng nó tỏa sáng tự nhiên luôn ha and types 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 uh, có nghĩa là loại ha nó tương đương với lại uh, chữ kind uh, hoặc là short là loại đều đi với ợp nha các loại uh. Rồi and here rồi mình sẽ nhìn qua một cái này chút tại vì mấy cái này mình cũng dùng cho tay đó nên mình cũng qua luôn cho rồi tools you need for a pedicure ha những cái công cụ bạn cần cho việc chăm sóc móng chân ha at home at home at home là ở nhà nè rồi sau so ở đây mình có nail nail polish remover như mình đã nói hồi nãy ha tẩy đi cái nail cái móng sông rồi cuticle pusher cái đồ đẩy ngược vô and foot lotion là cái dưỡng chân dưỡng chân lotion rồi các bạn thấy chữ sờ nặng á nó sẽ viết cái kiểu dài xuống như vậy sau mình sẽ lotion lotion đấy lotion o o o nè o o nè low mà người ta đọc như ơi vậy đó shun chữ nào có shun sẽ nhấn chữ shun lotion lotion ok And then tiếp tục mình có uh, Q Q tips Q Q như, phát âm như chữ dễ thương đó Q tips có nghĩa là cái que này tips à, que quấy tai đó bình thường mình đọc là tip đúng không nhưng mà tip tip hơi e đúng không tip y ngắn là hơi ê. tip này vừa có nghĩa là tiền bo vừa có nghĩa là bo vừa có nghĩa là mẹo ha hoặc là mẹo tip 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 hoặc là cái đỉnh ha cái đỉnh cái chớp á, thí dụ như mình nói là nail tip Thì nail tip có nghĩa là cái đầu móng tay đó Nên khi mà mình sơn cái nước sơn móng tay mà Pháp á Người ta sẽ gọi là French tip French tip nails Let me see Đây. Đấy French tip nails à, Đầu móng trắng ừ. okay. French tip nails Rồi French manicure get là how to get the perfect French manicure ha, làm sao để mình có được cái đầu móng trắng uh, pháp uh, hoàn hảo đó hồi nãy như mình nói ha get a manicure là đi làm móng tay nè làm móng tay ha. đó là mình lấy được á tại vì mình có get and give thí dụ gì đi ha nghĩa là mình lấy uh, lộn get and take give and get chứ đúng rồi give and get là cho và nhận một bên give là một bên cho một bên get là một bên nhận sau so mình lấy được cái móng đó thì có nghĩa là mình đi mình 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 mua đó mình đi mình làm đó mình get ha còn có chút uh, bị động thì lát nữa mình sẽ giải thích sau ha rồi and uh, ok sau so mình giải thích luôn cái chỗ này ha thì uh, sẽ có là cuticle pusher nail polish nail clipper file hà, tập tin ha buffer là cái vũ nè buffer là cái vũ nè à, hoặc là hồi nãy như là mình nói là cái uh, cái cây mà cái vũ nó còn gọi là cái cái emmer cái là em, 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 emmer emmer emery board hà, chữ này cũng khó đọc quá này emery yes emery emery board hà. like this Emery ha chữ này người ta để sai rồi Emery Port ha rồi and here mình có cuticle oil ha mình như mình nói à, cái đồ làm mềm móng and foot lotion là cái kem dưỡng da chân uh, body lotion nghĩa là sự dưỡng thể and foot file là cái đồ mà mài chân foot file hoặc mình còn gọi nó gọi là pumice stone ha đá bọt rồi let's see this Pumice stone. Pumice stone. Ha, chính xác nó là pumice stone. Stone. Mình đọc nhanh mình cứ có đọc là stone so stone so nhưng mà nó là stone. Stove in. Stone. Đó, mình đọc như vậy nghe nó hay nó sang hơn hẳn ha. Rồi. Stone. Stone. Stone, right? Okay, so that's it. Rồi, các bạn có thể stop ngay đây và ghi chép lại cái từ vựng này rồi bữa sau mình sẽ gặp lại mọi người ha ok Thank you à, à mình vẫn còn 6 phút à, 4 phút nữa mới đủ 30 phút ha ok vậy thì mình tiếp tục với cái trang này đi rồi here mình có là circular uh, nipper nip nip có nghĩa là ngắt á. rồi nip nip thì nói chung là nó 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 ngắt ha ngắt ha thì uh, ngắt đi nhéo đi rồi thí dụ gì, gì đi she nipped at my arm nip thì mình có một cái cụm từ á là gọi là nip in the butt nip something in the butt nghĩa là mình mình nhổ cái gì đó đó mình từ trong không phải nhổ nha xin lỗi uhm, tỉ cái gì đó từ trong nụ ha cái butt này là cái nụ butt butt là nghĩa tự tỉa tỉ, từ trong nụ có nghĩa là giống như tiếng việt mình là giết từ trong trứng nước á à, không cho nó phát sinh thôi thêm nữa à, trước khi stop something before it has an opportunity to become established à, trước khi nó có cơ hội để hình thành à, thì thí à, dụ như mình thấy là con mình nói láo đó thì mình sẽ nip it in the bud đó mình phải diệt từ trong trứng nước ra à, sau so cuticle 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 nipper có nghĩa là cái đồ mà à, tỉ 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 tỉ, tỉ cái vùng da này này ha rồi cái vùng da quanh móng đó còn cái này là, là cái uh, lemon butter cuticle cream nghĩa là bơ bơ dùng cho cái vùng da uh, quanh móng đó và bơ chanh chanh bơ rồi and this is nail serum huh? nail serum thì nói chung cũng có gì đặc biệt and uh, polish change đổi nước sơn thì giống hỏi mình hỏi là do you want a polish change chị có muốn đổi nước sơn không hoặc à, mình có thể nói là Do you want me to change your polish? À, bạn có muốn tôi đổi nước sơn cho bạn không? Ha? Rồi Do you want Do you want a polish change? Rồi Thay đổi mức sơn không? Polish change Những này mình đều hiểu là nail polish change ha? Đổi màu sơn Do you want a nail polish change? Yes Tại vì chữ change nó vừa là động từ Nó vừa là danh từ luôn à, Một là thay đổi Hai là sự thay đổi ha Rồi sao cũng được and um, này đấy want to polish change right and then mình có critical critical cream cái là mình nha yeah. Now, push, mình có cái brush là cái cọ nè uh, Purse, pick the right purse à thường là mình choose mình có chữ choose là chọn đúng không I choose đấy là mình chọn đấy như thế này I choose tôi chọn nhưng khi mà mình chọn cái gì ra từ nhiều thứ thì mình sẽ gọi là pick 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 thì thường nó có nghĩa là nhặt ha pick là nhặt nhưng mà cái cái này gọi là cái pick đàn nè là mình tăng tăng cái đồ gãy đàn á ừ. hoặc là mình pick uh, mình đi hái trái cây là pick fruit ha. đó như thế này đang pick fruit nè picking fresh ripe apples ha. mình đang hái trái cây chín trái táo chín và tươi luôn đó when is fruit ready to pick khi nào thì trái cây sẵn sàng để mình hái đó thì pick nhà yeah. Pick thì mình chọn ra từ nhiều thứ để pick the right size nail purse uh, the nail purse size, ha, chọn cái cái size chính xác luôn nha. Rồi and uh, purse còn có nghĩa là đánh. Ha, tại sao nên tôi nên đánh răng? À, rồi and first là cái đồ bàn chạy đánh răng nè. À, and color change, color change là sự thay đổi màu sắc. Còn color changing nail polish có nghĩa là sơn đổi màu theo nhiệt độ ha and uh, serum mình đọc là serum 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 là huyết thanh scrub scrub nghĩa là tẩy ha tẩy tế bào chết scrub như thế này là scrub nè nên là tẩy nè scrubber là cái đồ tẩy ha còn cái nail tip là cái móng như hồi nãy mình đã nói rồi đúng không cái tip là cái mẹo nè cái tip là cái mẹo hoặc là cái đầu móng hoặc là cái nhà uh, yeah. What else? Có gì nữa ta? Uh, ok, móng tape ha. Móng tape là French tape đó. Uh, như thế này. À, French tape khác. Còn cái móng thép là nó khác nữa. Như thế này là móng tape này. Đây. This is móng tape nè. Móng giả đó. Còn this is form And uh, nail form. Form giấy là móng ha. And uh, powder. Powder là bột nhúng. Ha? Thí dụ như là bột nhúng nè. Đây, nails dip powder. chữ dip á, là nhúng ha. Thí dụ như mình có dipping sauce ha. Dipping sauce là cái 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 nước sốt á để mình chấm 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 á. Ha the dipping sauce recipes ha là những cái công thức làm nước chấm ngon. Đó là cái sauce và dipping sauce. Sweet and savory by shiny five delicious dipping sauce recipe. Rồi. Shiny sunny là một từ nói là à, nói trại của chữ à, uh, shiny uh, shiny là tỏa sáng uh, cái người này lấy cái nick name là shiny và sweet and savory có nghĩa là món ngọt và món mặn à, ha cơm công thức nấu nước chấm ngon rồi sweet and savory five delicious dipping sauce recipes Ok, recipe Rồi, hơi đi xa quá Recipe Ok, that's it ha huh? đến mình có um, handpiece, ha, handpiece là bộ phận cầm à, trong tay để đi máy piece là cái miếng thì người ta hay gọi là nail true piece là cái đầu nè hoặc cái máy đó là nail rider grind là nghiền ha grind 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 nghiền grind vậy si ra mài mài họ nghiền vậy thì ấy uh, grinder là cái máy mài móng ha đó đó máy mài nè máy nghiền nè Carve là đầu uh, đầu diamond ha đầu kim cương để đi tra vào cái handpiece ok rồi ok that's it that's it Ok, rồi mình sẽ gặp nhau vào bữa khác nữa nha. Thank you very much. Hẹn các bạn vào video tiếp theo. Bài còn rất dài nên mình cứ theo dõi từ từ ha. Sau cái chuỗi bài về cái những từ vựng, những câu nói căn bản mình sẽ có chuỗi bài nghe về uh, conversation. Mình sẽ giải thích cho các bạn những từ vựng liên quan và cái hội thoại ha. Thank you very much. See you.